Xin chào bạn, chào quay trở lại với tính. Video này tôi sẽ cho bạn là cách backup lại ROM của file ROM của con máy VMaster 5 này nhé. Đây, nó đang ở VOS 4.0. Backup lại khi nào cần thiết thì mình bung ra, hoặc bạn có thể chia sẻ trên mạng hoặc tùy các bạn ở đây. Rồi để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn nhé. Rồi ở phần mềm thì tôi sẽ chọn là Bluetooth. Tôi sẽ vào tab MediaTek này, tôi chọn vào cái MTK này, chọn vào dòng này. Bây giờ tôi sẽ boot device trước nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đè tăng giảm âm lượng này, đè tăng giảm âm lượng và cảm cáp nhé, đè tăng giảm âm lượng, cảm cáp. Rồi đây cái bản mã của nó đây, đây đó. Bản cập nhật của nó 3/5/2021. Bây giờ tôi sẽ chọn là readback này, tôi chọn vào dòng giữa scatter rom hoặc các bạn full doom được nhá. Mình sẽ tí mình sẽ làm một cái full doom để link ở bên dưới video này nhá. Tôi sẽ vào chỗ cần lưu này, star nam này, đây sync folder. Bây giờ các bạn đợi xong. Rồi xong, như vậy là xong nha. Đây, ta có thể vào file ROM, ta vào nén đây, nén lại cái thư mục này và cho lên mạng hoặc bạn để dùng nha. Ở video mình với các bạn là backup RAM của ROM của con máy VMaster 5. Chúc bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nha. Chào các bạn.